Chơi bốn tắt được rồi nha. Làn sương khói phôi phai, cái đéo gì hụt hết lính rồi này. Chịu chết đi, tế tế cho lính của ta đi. Solo kill. Cướp đi á, cướp cái gì hả kìa. Solo kill. Khó thật sự. Đa rớt đội len luôn rồi. Có luôn à. Hay là đổi len lên 5 mít. Chết con mẹ ăn đi đồ len này. Chết mẹ ra đánh một không rồi. Rồi 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 đau quá thôi. Như vậy chạy về bà đi. Trời ơi trời ơi trời ơi trời lên bánh chết bây giờ. Mít xe à, mít xe lòi mắt. Đó nó không lên top luôn, quỷ ra mít. Chơi game kỳ cục. Trời ơi, tao 21, tem 24. Ôm pha một chí thôi, để hiện chuột đi á. Nó không có hiện được luôn, nó hiểu cái gì. Cũng chả biết sao nó không bị chuột. Chắc tại lai hai bên nó mất chuột luôn rồi. Bỏ quần gì á, đọc ra rớt nó đánh tôi nó ngủ ngủ mà nó bắt nó triple kill. Ba mạng luôn rồi. Ảo lắm ơi chưa kìa. Solo kill. Đi la đi lộn rồi. Nhiều máu đấy. Chết máu à. Ngủ này gì giờ nó nhát tao luôn rồi.
biến sợ kìa. Trời, đụng nó bật rờ lên luôn rồi. Quần nệt bật cái rờ luôn rồi. Tuyệt vời Calavoy. Cái gì đó bố mày bố tao là khó nói luôn rồi. Đấy, ngon rồi đấy. Con đã rất là ngố mà không tin. Trời, bị lát kìa. Gì vậy nè? Cái đồ má 12 giờ chưa đúng nó cúp mạng mà. Vãi đìn thật. Đúng 12 giờ chưa mất mạng. Chịu ơi. Ủa? Cũng 12 giờ đêm, 12 giờ trưa cái hũ mẹ FPT này nó ảo thật đấy chứ. Lúc đang băng trụ luôn. Free mạng đâu đâu nữa. Về bạn đi thôi. Ta về lên đồ đó ông ơi. Ôi mà. Có nói gì trời. Ôi giời, chết vậy. Méo chết từ trên mày lắm. Ngon à. Mày đủ không? Đứng trong trụ mà mày cũng phải dọn làm cái gì không biết nữa. Rồi. Chạy được đấy. Ồ, nó chắc là sao á. Nó reset thì nó mất vài phút chứ đâu có phút mất như thế được không? Đâu sao quá. Cứ săn lại rồi. Tuyệt vời. Một pha đánh hay hay thế là săn lại liền gì đâu. Là cơ bản nữa. Cứ canh cover đau rớt nè, nó đi liền nè. Đau rớt dày giáp nó đấm nó tái luôn. Mẹ nó. Mà nó ôm được đó mấy ơi. Cái quan trọng là nó ôm được không được á. Đau luôn. Gắn boss đó, tí nữa đó. Thấy xong trụ đó rồi đi gắn chứ. Trụ còn nguyên mà đi gắn chứ gì. Rồi. Về với cắt bụi luôn.
Đã rớt lên nè. Nguyên con lợn đã rớt nó lên đó mấy anh. Đã rớt nó lên đúng không? Chả biết nó lên. À, đủ đam rồi, nãy mà đánh trụ là đủ đam rồi đấy, gần đủ. Hy vọng gấu nó không có tele mà lấy được cái trụ 2 luôn, bù đấm. Gấu không có tele, tao hấp trụ 2, thì thật là vời luôn đấy chứ. À! Rồi, tao có băm mà trụ vậy, nhưng mà không. Không đánh vào trụ bông đủ đam. Ây da, hụt xe rồi thôi. Thua game nè. Liên tục sát thương một cái mộc diệt khó kiểm soát quá. Nó lại lên nữa rồi. Nó lên thì đứng ra xa, đủ lấy hít trụ người ta cũng lại luôn đó. Quần nịt đó chứ. Có luôn rồi, cái trụ còn 400 máu thế này cái dạ. Cái thằng đầu lên. Cái thằng đầu vàng này. Đâu là con mệt mệt mày đó. Nè. Mày tao có biết là thịt ba thằng luôn. Mày đổ đi vô khác đi. Mẹ, giờ lính bỏ lơn cái tên top rồi. Thiệt luôn đó chứ. Cho làm mồi được không? Làm mồi được cái đánh đấm thì hút. Rồi 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 rồi. Giờ mờ luôn. Chạy đi. Cho team là mồi câu cá đi chứ đánh đấm gì đâu. Mẹ đẩy cánh mà cứ ba thằng đi đẩy. Quần xe nó chửi quy hết mẹ lính. Có mắt mũi gì không? Đã rớt rồi. Solo kill! Tí thì bị lính hốt. Mẹ thật. Mày đi lên khác đi. Má cái thằng lăn vàng liền này nó chứ. Thấy xanh cái là cái đồ nó đi theo 4 anh thằng mà. Sống đã khó khăn rồi cứ chen chúc nhau được luôn. Chơi tóc biến chạy luôn hả? Luôn à. Ok
Commander nó có mắt này quá không ơi. Đi theo tới đâu là 4-5 thằng nó bu ra liền. Tìm tem. Nó chuẩn bị tao chạy damage, cái nó chạy damage hết là đéo nào với boss luôn. Đời đánh support chắc chưa bóp cho ta được cái R luôn mà cứ đi theo luôn. Mẹ nó. Biết làm cái gì nữa. Sống suy thoái. Mày phải ăn rồng người ta đi, canh Baron là ngon được không? Giờ mày đâu bóp được cái thiệt mẹ đâu. Tốc độ chạy ăn Baron nè. Chạy có 3 giây người ta làm việc lớn liền. Nghe nó sợ liền. Tén. Chấm thế hoại thơm rồi. Chết bớt đi. Mất thời gian. Chuẩn. Nó về cái mấy đại ca ơi. Hai thằng B về luôn rồi. Gấu lại AD nó về kịp không? Sáng khói bói phai đưa bước ai xa xôi. Như lại mình tôi vẫn hôn. Anh đã say chờ mưa buồn. Sa la sa la sa la sa la. Sa sa la sa la sa la sa la. Chúng ta xin sớm. Ta 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 ta. Asaba. Ta. Khi mà tôi lên nhạc thì đi. Ủa, bà đó bài nào ta? Chơi win là win, chứ không có cái làm gì hết. Thua làm cho em khác. Thua cái chi? Cái lý do gì để thắng thua hết á? Ui giời ơi, ui giời ơi. Quy 1 tốt, quy 2 rề. Quy 3 solo kill, không có lính. Bến chạy là sợ đúng không? Sợ là chứ gì? Anh không yêu em, anh không yêu em đến vậy đâu. Sợ rồi mà còn lắm à. Lì, lợm thật. Mình lì là mình chết. Má lính kìa. Lính này chắc gáy mẹ cắn luôn quá. Con nói ông giáo ơi, tôi lúa mẹ nó không có lời đến tí nào luôn. Tôi đi nghĩa vụ gần 2 năm qua, giờ về chắc Amata, tốt đất bình thường thôi. Nhắn tin vào cậu tú, cứ nhắn tin vào TikTok á, mà cứ ban đây rồi nhắn tin có gì đâu. Anh em viewer làm chứng. Chụp view lại. Cái sụi của ông. Mẹ tôi nhận kèo mấy triệu tôi còn dư sụi nó chứ.
chóng mất tóc kìa. Sợ Rek'Sai lên đúng không? Coi Rek'Sai giùm tôi được không? Không yêu em, anh không yêu em đến vậy đâu. Nó bắt đầu nó có lợi thế lại nữa. Cái bộ chiến thuật còn ai chốc nó level 4 bắt đầu lợi lại. Đập lại nó lại. 51 giây. Hút xe nhưng mà solo kill cũng được. Ông nào muốn gắt vốn không? Ông nào muốn gắt vốn không? Ông Bảo Dương muốn góp vốn không? Cho góp nè. Góp một bộ thôi. Cô lại tôi có lời chứ. Góp góp một một nhá, góp một được một nhá. Góp một xị được một xị. Ok không? Cho tôi cái tí lời chứ, tí dư đi. Đúng không? Sao Trang và Bún ông không nhắn tin được á? Phở Bún gì? Ông có nhắn qua TikTok đi, nhắn qua Phở Bún chi nữa. Cứ ban một xị đi, tí ấy có gì tao ban lại không? Nhắn tin đi cho tôi cũng được. Thật ra nếu mà mạng đầu thì mình có khả năng mà ăn cao lắm. Trừ khi K6 đánh nó ôm từ đầu cũng quấy, nó ôm từ đầu đến level 6, level 7 nó đánh. Chịu chứ mấy level đầu thì con Di luôn luôn nó ok lắm không ơi. Đã xấu phải biết chơi, cực kỳ biết chơi luôn mới ăn được chứ. Ví dụ mà tôi có đánh cũng kiểu đánh nhiều rồi. Nói chứ mấy ông nghèn điểm cá sấu sách đấu hay gì đó gặp tôi thì cũng mấy level đầu thì cũng ăn kèo à. Không thắng được đâu. Không tin thì tin, còn không tin thì cũng bình thường. Chứ né giờ. Giờ tôi phải chứng minh cho mong biết. Không yêu em, anh không yêu em đến vậy đâu. Con này đai được nhau không này? Chủ ba cái này. Này. Không yêu em, anh không yêu em đến vậy đâu. Ok. Ok, không nào góp vốn nữa không? Thấy rồi đó. Công nào góp vốn nữa không? Câu nào góp vốn 1-1 kèo solo với K6 của ông kia gì? Có đâu? Góp vốn có 50k rồi hả? Ok, không được. Vậy là tốt rồi. Góp bằng nào được bằng đó nha. Lẹ đồ ơi, tôi thích mấy thằng vàng mặt kim đó. Tôi góp một chai nhận không á, góp là vừa thôi, góp tầm ấy thôi, góp ít thôi. Tầm 1 lít, giờ còn thiếu có tầm 2 lít là đủ rồi. Thiếu có tầm 2 lít là đủ rồi, góp cái gì nữa. Ông chơi có 500 mà. Góp một chai để đâu ra ấy. Có lòng thì góp 1 lít đi. Thắng thì được bắn lại 2 lít. Lý. Nghĩa chốc có vẻ là biết rồi.
Dớt game. Dớt game sao? Rồi đi xe chạy đầy nữa. Xin ra mất em tóc biến nó băm nó cái chạy cái gì không không. Thì con em một cái tóc biến nó băm nó cái chạy cái gì không. Thiệt á. Tóc biến nó băm nó cái chạy cái gì không không. Mày còn mềm cả ngã chốc nữa. Châu bò đâu mà mày. Bả mất e là chết mà. Đánh giống JC phải không? Cứ mất e là cúc thôi. Q1 tốt này. Q2 vèo này. Đất trúng này. Tóc biến Q3 này. Chuẩn rồi đấy. Nhưng mà giờ phải Q1 trúng, Q2 trúng thì mới chết được. Q1 đầu đớn đại ca bay vô đánh luôn cay mà vợ chốc cay lắm rồi má mày tóc biến Q3 tuyệt vời thấy rồi đại ca 50k đúng không 50k đúng nhỉ khi nào đánh với cá sấu vậy á game sau ông nào góp thì góp một chai tặng phim clip cho em tiến á thế thì được đại ca Hoàng Huy ơi game sau đúng không cá sấu không đánh thì không đánh thì tao banh lại cho con đốt cả mấy ông nữa mà cứ banh nó chắc ăn đây để tôi nhận kèo còn mấy ông kia coi nào cũng phải rủ kèo solo chiêu chiêu mới ok chứ kèo solo trong bảo mấy ông ấy người tê lại ăn được con lính chết à không yêu em anh không yêu em đến vậy đâu cái này săn lắm nhỉ nghe là tôi ngồi tôi nói chuyện với ông nhưng lại không săn lắm đâu anh tôi không săn này cũng vừa đi anh không yêu em anh không yêu em đúng vậy không đúng rồi đại ca ơi thấy rồi mà bảo thấy rồi mà bảo dương hả 1/10 anh em tới lời rồi tầm 15 phút là gờ gờ giờ mà next time còn ai cho có súng boss luôn nè và ai cho có súng boss luôn à dốt game gì đây quá chấp và chốc này nó trồn luôn rồi tu mấy bắn à ok nãy ông nào bắn 50k vậy NQT à ôi trời ơi ok liều QT nhá LQT với lại ông kia là được 1,5 lít rồi còn thiếu 1 lít nó thôi đủ rồi thiếu 1 lít đó cái gì tiến bỏ vốn nè còn em tiến ăn em tiến được hai được chiêu chiêu có gì ăn thì banh lại gấp đôi á này được gấp đôi em không ơi vợ này một thế giới vẫn sai đây quy ra ngoài đúng không? Quy ông trụ đánh chết luôn. Tơ này chắc nó về nó cũng làm gì nữa đâu. Tao là nhìn sợ liền chứ. Tóm mặt quần luôn, đánh đấm nữa. Biết không lên. Không yêu em anh không yêu em đến vậy đâu làm gì ba thằng 03 là 05 hai thằng không hai cái thằng ở bên đầu đinh solo kill mình làm gì cứ tìm thôi len pha không có phải mà không chết đâu
Mẹ nó lên cho ta chết hai mẹ luôn. Rừng nó khôn nó không lên. Rừng nó khôn nó không lên chứ. Cứ chạy lên top giết mẹ nó tao chịu à. Sức lực. Tao đánh tao có hiền đâu mà. Đánh được tự 2 rồi nó chạy vô rồi. Bạn nào đã xem những like xin một lượt like đề xuất với nha. Ta meta. Trời ơi, ông nào mới góp 100k nó vậy? Rồi, vậy hết tốn luôn rồi. Không nhận góp đấy nha mọi người. Không nhận góp đấy nha, đủ tiền luôn rồi. Hảo thật. Không nhận góp đấy nha mọi người, ông nào góp nó chịu nha. Ông nhận góp từ lúc 12, 24, 23 đó mọi người. Đủ tiền luôn rồi, có gì bán này có gì thắng là không mất ngàn nào đấy. Tiền của viewer hết đấy. Thắng là không mất ngày nào, ở đâu? Thua là không mất ngày nào, thắng là được 2 lít rưỡi. Okay. Solo kill, solo kill. Solo kill, solo kill. Solo kill. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Listen ơi. Xin ta. Listen. Mẹ nó chứ. Gặp tao là chắc là ok rồi. Ông nó gờ ông kia đâu rồi, banh đâu rồi nhỉ? Đô rồi nhỉ, lâu rồi. đúng rồi đó, Nguyễn Văn Tiến chọn rồi đấy. Cứ tìm Tiến gì mà ra tìm Tiến.